Rồi, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Số Máy Nhật Bãi Biên Hòa. Thì video này thì mang lại cho các bạn một số những cái máy hơi mini à. Để lưu ý các bạn luôn, máy hơi mini thì chúng ta chỉ xài gia đình thôi à, chứ không có dành cho thợ cơ sở sửa chữa được. Thì nhiều các anh thợ cơ sở sửa chữa chúng ta liên hệ riêng số điện thoại 0703 để chúng ta tìm hiểu thêm. Máy hơi lớn thì bên mình có nhiều lắm, nhưng mà riêng video này thì bên mình chỉ đăng máy hơi gia đình thôi à. Hôm nay thì sẽ có 6 cái máy. Đặc biệt luôn là có một cái thùng bình hơi inox, các bạn thấy không? Một cái bình không là 3 triệu rưỡi rồi. Bình mà 3 triệu rưỡi, một cái bình không còn đắt hơn cái máy hơi nhỏ nữa các bạn. Bình này nó là full 304. Nó chuyên dành cho các anh tàu biển và những anh mà làm trong môi trường hóa chất nặng đó các bạn. Đó thì chúng ta mới xài cái bình này. Cái bình này thì nó không có xài cho gia đình. Nếu mà gia đình chúng ta xài cái bình này thì nó sang quá. Đó là dành dành cho những cái môi trường đặc thù quá, muối, tàu biển, hóa chất gì đó. Đặc biệt hôm nay là các bạn coi này, có một con máy Zune này, Zune phiên bản châu Âu luôn, điện 220 luôn, lâu lắm rồi mới vớ được con đó. Con đó là bình 16 lít ta, 4 triệu rưỡi có giá hết luôn. Makita, 1HB này, Puma này, Shinko này, Hitachi này, Mac này, đó, nhiều lắm. Ngoài ra mà các bạn cần mua phụ kiện hơi đó, ví dụ như tay xịt bụi hay là đầu bơm hay là dây hơi gì đó hay là súng bắn đinh hay là mài hơi gì đó thì các bạn coi ở phía cuối video. Cuối video thì mình sẽ ghép một cái clip phụ kiện Kawushi vào toàn bộ tất cả những phụ kiện đồ hơi cho các bạn lựa chọn luôn nha. Rồi, xin bà con cô bác nút like để chúng ta đi vào chi tiết luôn. Rồi, đầu tiên là một cái bình full inox 304 các bạn ơi. Bình này là made in Korea, bình này bình xịn sò. Xịn sò made in Korea. Đó, kinh khủng không? Nài nỉ lắm mới lấy được cái giá như vậy thôi các bạn. À, mình đợt rồi á, bãi nó về được 4 cái, bãi về được 4 cái mà chỉ dám lấy một cái thôi. Rồi giá nó chát quá. Bình này dung tích của nó này, dung tích của nó là 37 lít đây các bạn. Dung tích của nó là 37 lít. Tổng trọng lượng của bình này, con này rất là nhẹ nhàng, gọn gàng nha. 6,7, 6,7. Rồi, áp nén tối đa của nó, áp nén tối đa của nó là được 12 kg, 12 kg nén tối đa. Bình thường là nó hoạt động là 0,97 MPa này, tức là 10 kg đó các bạn. Đó. Bình thường nó hoạt động này là 10 kg này, các bạn thấy không? Đó, thiết kế cho lực nén này là 10 kg này, con này nó test áp tối đa này 12,6 kg này, các bạn thấy không? Ở kích thước của nó ở đây, made in Korea, made in Korea. Đát của nó là 2000 mười mấy đây, đát của nó rất là cao các bạn, 2000 mười mấy. Rất chất luôn. Này thì đặc thù full 304, full 304 đây. 500 siêu hít. Thiếu cái cục sắt là hít cái 500 trước đã, người ta lại không tưởng nó là 500 thì khổ đời luôn. Năm kẹp mát hàn 500 siêu dính. Từ cái bát mà cho đến cái chân của nó đều là 304 hết các bạn. Từ cái bát mà đến cái chân của nó đều là 304 hết. Đó. Chân cái bát của nó rồi đó, bát của nó 304 luôn đó. Bởi vậy thằng này thì nó thiết kế cho cái môi trường gọi là hóa chất đậm đặc, thì riêng các anh tàu biển của anh chúng ta chơi cái này là coi như là rất là sang rồi. Thì mình thấy một cái bình nó không, nó có thể đắt hơn cái đầu hơi nữa. Đo cái chiều dài của nó cho các anh coi coi, dung tích của nó là 37 lít đây các bạn. Dài là khoảng 85, dài 85 các bạn ơi, dài 85. Còn cái đường kính của nó chắc khoảng độ phi bao nhiêu, 25 không? 25 chuẩn luôn. Phi 25 các bạn ơi, phi 25. Đó. Tổng trọng lượng của nó là 6,7. 35. Ừ, chất đã. Bao cho các bạn luôn, bao cho các bạn luôn là không xì, không xì không lỏng, không xì không lỏng. À. Không xì không lỏng. Không biết, không hiểu sao inox mà nó sơn lên làm gì không biết nữa. Inox bình thường nó chỉ đánh bóng lên thôi, sơn sơn luôn mới ghê chứ. Đó. Đã. 304, full dưới này có sản nước này. Ừ. Rồi ok, bình số 0 này là 3 triệu 7 à. Bình này 3 triệu 7. À xin lỗi các bạn, 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Riêng mà gia đình chúng ta mà có điều kiện thì chúng ta trang bị cái bình này thì không cản, mình cũng không cản, cứ có điều kiện là chơi thôi ha. Còn cái bình này thì dành cho cái môi trường đặc thù. Rồi ok, chúng ta qua đến số 1. Rồi, thằng này thì trở thành huyền thoại mini luôn rồi, huyền thoại mini Puma. Puma 4 lít, 4 lít. Nén của nó là 8 kg, 4 lít nén 5 kg. Dung công suất của nó rất là nhỏ gọn luôn, công suất của nó cực kỳ nhỏ luôn. Coi công suất nó bao nhiêu watt. Nhớ nhớ hình như 300 mấy watt thì phải. Đây nè, 100V. Lưu lượng 12 lít trên phút, nén 8 kg, bình là 4 lít. Đồ chơi 300W. 300W các bạn. Đây, đồ chơi zin nó lại còn được cái
cây can áp này, chuôi hơi này không xài được ở Việt Nam, chuôi hơi này phải đổi chuôi hơi bình thường, chuôi này chuôi nhỏ không xài được, chuôi này thì để đi kèm máy, còn bình thường mình sẽ gắn cho bạn một cái chuôi thông dụng ha. Và chuôi này đầu nó đầu nhỏ, công tắc nó nằm đây này, chuôi này công tắc, đây là cầu chì, chuôi này hộp cầu chì đây, đây trong này cái ngăn chứa bí mật đây, chứa bí mật nó còn gì đây, còn cái chì, chì thay thế, đẹp, coi cái đáy nó coi, cực đẹp. Dưới này nó có một cái xả nước này các bạn này, dưới này nó có một cái xả nước này. 300W, 4 lít, 300W. Made in Taiwan, hàng này được lắp ráp bên nhà máy Đài Loan, rất chất luôn, bù mà. Cắm điện chưa, ghép chức năng coi. 1.2 triệu luôn, giá đợt này giảm 100.000. 1.2 triệu giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Bật lên cho nó nạp coi. Đây là van an toàn chống nổ này các bạn này. Van an toàn chống nổ này. Đây là RLS này. Ở đây nó có van một cái van một chiều này. Đây là can áp ra bình thường chúng ta cứ để hết cỡ đi. Khi nào chúng ta bắn đinh chúng ta mới xài cái này. 4 lít thì hơi nó nạp lên rất là nhanh. 4 lít thì hơi nó nạp lên rất là nhanh. tám ký ngắt thì khoảng độ tầm 6 ký nó sẽ nạp. Này thì dành cho gia đình là tuyệt vời, rất gọn nhẹ luôn. Bơm xe, bơm bóng bóng, bơm phao, bơm hồ bơi. Riêng khách nào chúng ta muốn mua phụ kiện hơi, ví dụ tay xịt bụi, dây hơi, chúng ta coi phía cuối video, chúng ta coi mua phụ kiện hơi. Bên mình bán phụ kiện hơi đầy đủ hết luôn, không thiếu cái gì đâu. Hàng chính hãng Kawushi. Rồi, ngắt ok, tuyệt vời à. Rồi, số 1, 1.2 triệu, giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Lưu ý bà con cô bác luôn, điện 100V nha. Ta qua số 2. Rồi, số 2, em kia 4 lít thì em này 8 lít, Shinko, thằng này xịn sò. Thằng này cũng được ráp ở bên nhà máy Đài Loan, xịn sò đây. Có cái bộ e đâu, xong lắp bộ e vô. Thằng này là Nhật chưa xài luôn chứ không phải quên xài các bạn. Nhật chưa xài luôn, mới chát luôn, máy dầu nữa các bạn đây, máy dầu đầu máy nhớt à, zin toàn tập luôn, một triệu bảy số 2. Con này thì các bạn phải nhanh tay lên, tại vì hiếm khi nào mà kiếm được cái con mà nó như mới như vậy đâu, lại nó lại thêm chưa xài nữa. Thì theo như kinh nghiệm của mình thì nói này, cái này thì bên Nhật nó chưa có sử dụng đâu ha. Đồ rin của nó còn đầy đủ hết ha. Đồng hồ rin này, an toàn này, chống nổ này, chuôi hơi, khóa hơi, relay áp tích hợp với công tắc trên này ha. Rồi bên này là cái xả nước này. Đây là van một chiều. Đây đã. Rồi, Shinko Senkakuso. Đây cái tem thông số nó nằm đây. Là điện áp 100V này, công suất của nó là 400W ha các bạn. Công suất nó 400W ha. Đằng này thì nó đang xài 7 ký, đúng không? Đang xài 7 ký. Lắp ráp bên nhà máy Đài Loan các bạn ha, made in Taiwan. Như mới luôn. Không có gì để chê nữa. Rất là gọn nhẹ luôn. Ôm lên người cho các bạn coi được cái độ nhỏ gọn của nó. Bình 8 lít các bạn. Đấy, bình 8 lít. Cực kỳ nhỏ gọn luôn. Bình 8 lít. Rồi rớt cái chụp chân của nó kìa. Đây, cấp nguồn test chức năng. Rồi bật lên coi. Êm ru. Đúng chất máy dầu luôn. Đúng chất máy dầu luôn. 1.7 triệu. Nhanh tay nhanh chân bà con. Lâu lâu mới vớt được cây như mới. Mấy ký? 6 gần 7 ký. Gần 7 ký các bạn, gần 7 ký, đúng chuẩn tem luôn, chuẩn tem. Shinko 8 lít mini 300W. Rồi, ok luôn, xong thằng số 2. Số 2 này giá 1.7 triệu. Giá thì cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Lưu ý bà con cô bác luôn, vẫn là điện 100V nha.
Ngoài ra thì bà con cô bác nào chúng ta cần mua về phụ kiện hơi đó, chúng ta coi ở phía cuối video các bạn lựa chọn mua dây dây hơi rồi tai xịt bụi rồi đầu bơm lốp rồi mài hơi súng hơi bắn đinh gì đó. Rồi số 3, Makita 2,5 triệu, Makita 2,5 triệu ha. Thằng này thì mini, thằng này thì xài trực tiếp luôn, hầu như nó xài trực tiếp luôn, tại vì bình nó thiết kế rất là nhỏ, bình nó chỉ có 4 lít thôi, nhưng mà cái motor của nó rất là lớn các bạn, motor nó 1 HP các bạn, 0,75 kg, kinh khủng. Tại vì dòng này là dòng cao cấp, dòng cao cấp, thành ra thì nó làm ở nhà máy bên châu Âu, nó làm đáp ở nhà máy bên châu Âu, made in Italy chưa. Ở châu Âu này các bạn thấy lạ là chưa đâu các bạn, Makita nó còn một cái nhà máy bên Mỹ nữa. Hồi trước là mình có bán được mấy con máy hơi made in USA luôn các bạn, made in USA luôn. Nó có một số dòng nó ráp bên nhà máy Mỹ nữa. Tất đã. Đây, đồ zin của nó đi kèm còn rất là đầy đủ luôn. Chui hơi zin này. Can áp này. The le Condor luôn với ghê chứ. The le Condor nó sẽ có rất nhiều nhà máy ha, thường là nhà máy Ý, nhà máy Đức và nhà máy Mỹ. Đây là đồng hồ áp zin, hồ áp zin, van an toàn chống nổ đây. Dây nguồn zin chuẩn Mỹ luôn, kinh đẹp xuất sắc. Máy khô không dầu, con này là con máy khô ha. Đây là van một chiều, máy khô không dầu Makita, ngoại hình cực đẹp. Rồi cho các bạn coi cái tem thông số nó coi. Makita AC 650, lưu lượng 45 lít trên phút này, lưu lượng 45 lít trên phút ha. Nén 8 kg này, 750W, 100V, các bạn thấy không, made in Italy. Đó, rất đẹp. Chắc con này mà xài gia đình thì coi như là tuyệt vời. Lưu ý các bạn luôn, cái này là cái lọc gió của nó này. Với máy khô thì nó sẽ cần cái môi trường sạch ra. Định kỳ thì cứ 1 năm chúng ta mở ra, chúng ta xịt nó 1-2 lần gì đó này. Cái lọc gió nó này, mở ra chúng ta xịt cái bông đi nha. Đây, cấp nguồn vô test chức năng coi. Cấp nguồn test chức năng coi. Cái này đang xài 8 kg đúng không? Vâng. Lấy dây nguồn lên luôn, được, họ phải bỏ ra. Đây là lại app này, tích hợp công tắc trên này này. Đã. À, chất êm. Thằng này là motor từ chứ không phải motor than đâu. Cái dòng vali trắng này mới là motor than. Con này là motor từ. Nhanh tay nhanh chân bà con. 2,5 triệu. 2,5 triệu mà giá bao luôn chứ vận chuyển cực kỳ nhỏ gọn luôn. Mini. 1 HP, con này hầu như là chúng ta xài trực tiếp luôn á. Dạ. Bình nó có 4 lít à, phải lên nhanh là đúng rồi. Đó, ok. Đúng 8 cân không? Đúng 8 kg luôn. 8 cân các bạn ơi. 8 kg. À, đã. Nhanh tay nhanh chân. Lô này toàn hàng hot không à, giá lại mềm nữa. Sản nước ở đây. Đây sản nước đây này các bạn, giá lại mềm nữa. Rồi, ok. Số 3, 2,5 triệu. 2,5 triệu một em Makute. Giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Lưu ý các anh các chú luôn, điện 100V nha. Đúng không? Rồi. Đây con này dành cho các anh thợ đây. Các anh này, cái máy này là máy chuyên công trình, máy này là máy đi đánh công trình các bạn. Hầu như là cái máy này nó dành cho chúng ta đi bắn đinh và phun sơn. Tại con máy này hầu như là nó chạy trực tiếp, chạy trực tiếp và chạy theo kiểu la fan, tức là nó sẽ không có relay áp nó ngắt. Tức là khi nào mà đủ áp 9 kg thì nó sẽ tự xả, đủ áp 9 kg nó sẽ tự xả cho chúng ta cứ xài liên tục như vậy đó. Thì mấy cái con này bên Nhật này là họ đi phun sơn, họ đánh công trình. Đặc biệt luôn cho các tem phụ ở đây cơ. Motor này motor 1 pha chạy được rất nhiều loại điện các bạn. Nó có thể chạy được 1 pha 100V, 1 pha 110V, 1 pha 200V, 1 pha 220V và 3 pha 200V. Kinh khủng không? Mà 200V là nó chỉ rô 2 dây pha thôi chứ nó không cần 3 dây ha. Đó, tại vì con máy này, con motor này motor thiết kế rô 1 pha. Chất ghê không? Rồi cứ 220 bên mình sẽ bảo hành 1 tháng. Pin nó 220 rồi, không có lên liếc gì hết, motor 0,4 kg. Và anh một tháng, cái này hãng này hãng cao cấp, hãng mắc ha. Hãng mắc thì đương nhiên là giá của nó cũng phải mắc ha. 2,8 triệu cho một em máy dầu. Bình của nó thì dung tích là khoảng độ tầm 8 lít, bình nó dung tích khoảng độ 8 lít, nén 8 kg, lưu lượng là 4 mấy đây, lưu lượng là 41 lít, 41 lít trên phút ha. Đó, lưu lượng 41 lít trên phút. Mắc mã của nó là B phải không, B4U6, AK B4U6 qua. Đồ rin của nó còn chất lắm các bạn, đồ rin của nó còn rất đã. Đây công tắc này, công tắc này, trong này có cầu chì bảo vệ này, cầu chì nhiệt này, an toàn chống nổ này, đồng hồ áp zin này, đồng hồ áp zin mất kiếng này,
hai cái chuôi hơi zin xịn như Tokoki xịn này. Đây là van này, là van tự xả nó này, van tự xả nó này. Đó. Lọc gió, những cái lọc gió nó không thấy nghiền rồi. Chất. Motor nó đi motor của hãng Hitachi, nó đi cái motor của hãng Hitachi đây. Đó. Hitachi 0.4 ký. Đã. Kéo dây cura, kéo dây cura mới đã. Đầu máy dầu, đầu máy dầu qua, máy dầu nhớ đây, đi trực tiếp đây, máy dầu. Kéo dây cura này chạy, gọi là chạy ngày chạy đêm, chạy bao bền luôn. Ở vậy máy này là chuyên, nó chuyên đi đánh công trình, chuyên đi đánh công trình. Gia đình chúng ta xài coi như là không biết đến đời con cháu nào nó mới hư. Khi nào cái máy này, khi nào chúng ta xài, chúng ta cắm điện, không xài chúng ta rút ra, chỉ đơn giản vậy thôi. Đây, cấp nguồn vô cho nó nạp coi. 2.8 triệu, 2.8 triệu cho một em cực xịn luôn. Trọng lượng của nó thì cũng khá khá đó, nhưng mà nó đi xe máy thoải mái, trọng lượng con này khoảng tầm 50 ký đó, không nhẹ đâu. Tại vì thằng này là dòng công trình, nó chịu ba đập kinh lắm. Bật công tắc lên này. À, trời ơi, êm. Êm thôi rồi. Bình 8 lít ạ, 8 lít. Con này thì đi công trình chúng ta cứ thế, chúng ta cắm điện cho nó chạy thôi. Khi nào đầy nó tự xả. Dưới này có xả nước dưới này này, xả nước dưới này. Đúng chất cày bừa luôn. Chín ký là nó tự xả đúng không? Vâng, 9 ký. Van tự xả này. 9 ký nó tự bung pạch. Con này mà chúng ta đi phun sơn hay bắn đinh thì chúng ta cứ chạy ngày chạy đêm. Chạy như thế nào mà chủ nhà nó hết tiền trả tiền điện thì thôi. Được hai chuôi hơi xịn ghê luôn. Đẹp, ngoại hình đẹp. Không bị sét, không móc. Anh chạy 220 hả? Vâng. Này bên mình đổ dây qua 220 rồi. Đó, nó xả đấy các bạn. Đó, nó xả đó. Đó. Cứ 9 ký là nó tự nó xả. Không phải lo. Đó. Đó, chúng ta đẩy cái van tự xả đó. 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 Ok. Tuyệt vời. Đó, con này thì cứ thế mà cắm mà chạy, không phải lo lắng gì hết. Xài thì cắm, không xài thì tắt. Đơn giản vậy thôi. Chuyên cày bừa công trình. 220V bên mình sẽ bảo hành 1 tháng à. Số 4 này là 2.8 triệu, giá cũng là bao luôn phí vận chuyển rồi. Một con chạy Lafan máy dầu. Rồi, tiếp tục luôn là một em cao cấp đây, Hitachi Babycon, dòng này dòng máy không dầu. Dòng này chạy gia đình thì coi như là tuyệt vời, dính được cộng dây hơi zin nó đây, dây hơi zin nó lại về cứ thế xài đôi dây này thì khoảng 5 mét đây, về các bạn xoáy cái đầu này vô trong trong kia, để xoáy minh họa cho các chú các bác coi, chúng ta mắt mũi tèm nhèm đó, xoáy vô, siết, lưu ý chúng ta siết nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là nghiến răng siết, tại vì mấy cái len kết nối nó là bằng đồng thau, chúng ta không có siết mạnh như là những con bù lông bình thường được. Rồi, chuôi hơi của nó, chuôi hơi cắm nhanh các bạn ơi, Mitokuki. Mitokuki cắm nhanh. Dây này không biết là xài đến đời con cháu nào nó mới hư ra không biết nữa. Dính được cuộn dây. Cuộn dây này lấy ra bán không 300.000 các bạn. Riêng cái bộ chuôi nó không này. Bộ chuôi này không 200.000 rồi. Rồi bỏ đây. Babycon đây đặc thù của Hitachi. Cái khoa hơi. Này nó nắp là đây áp nó mất ra. Mình có DIY cho các bạn mua nắp che cho nó lịch sự đi. Còn ngoài ra thì đầu zin của nó còn rất là chất. Ngoài ra đầu zin của nó là chất. Cái lọc gió chưa ráp vô kìa, tí là phải ráp cái lọc gió vô. Lên bên này thì nó bị ba đập một chút xíu thôi, nó bị mất cái miếng này, không ảnh hưởng gì hết ta. Con này còn rất là mới các bạn, rất là mới, mới tinh, ít chảy chứ đừng nói cái độ bị sét nó, ít chảy. Bình 30 lít các bạn, bình 30 lít, Hitachi, bình 30 lít, dưới này có bánh xe luôn, dưới xả nước, bánh xe đẩy luôn cả. Trọng lượng của nó con này khá khá đó, con này chắc phải tầm 40 ký đó.
nhẹ đâu à. Motor của nó thì motor của nó công suất nhỏ, con này thì xài gia đình thôi, con này thì không có anh thợ chúng ta không có xài những cái máy này. Đây này, điện 100V, con này công suất của nó chỉ có 400W thôi, rất là nhỏ ha. Nén 7 kg. Nén 7 kg lưu lượng là 45 lít trên phút Hitachi. Toàn bộ cái dòng này là nó được sản xuất ở bên Nhật hết các bạn, toàn bộ tất tần tật luôn nè, made in Japan hết. Hitachi Oil Free, đồng hồ báo áp zin, đồng hồ báo áp zin. Van an toàn chống nổ, đây là khóa hơi, rồi là áp. Mới chát luôn, máy đã ghê luôn. Máy này nó không cần xài van một chiều, không xài van một chiều mà các bạn thấy nó cầm hơi này. Từ hôm thứ bảy đến giờ nó còn được nhiêu đây là kinh khủng, không tụt luôn các bạn ơi. Đủ 7 kg luôn. Nó kín. Chứng tỏ là cái độ mới con này thì nó rất là mới, ít xài. Xài. Đã. 3 triệu rưỡi con số 5. 3 triệu rưỡi con số 5, điện 100V. Trả bớt hơi thì cắm điện cho nó nạp ra. Con này nó đâu có lọc gió. Khó chứ. Điện chưa? À, đã. Đèn ru. Đèn ru và ru luôn. Bình 30 lít như vậy là nó nạp khá là nhanh rồi các bạn. Coi như là con này nó nạp từ 0 mà đến ngắt thì vị trí chắc tầm khoảng độ hơn 3 phút. Hơn 3 phút xíu. Và mới chạy xíu rồi lên 5 kg rồi đó. Dòng xanh dương. Xanh dương là khí. Đen là MBA. 7 kg. 7 kg đúng không? Chuẩn, thông số chuẩn nét luôn. Con này trọng lượng khoảng độ tầm 40 kg đó, tầm 40 kg đó. Bình 30 lít. Bình 30 lít, 400W, Hitachi Babycon, zin 100V. Chất. Máy đẹp, zin toàn tập luôn. Rồi ok luôn. Máy số 5, số 5 3 triệu rưỡi, giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Lưu ý các anh các chú luôn, này vẫn là điện zin 100V nè. Rồi tiếp theo luôn, một em June, một em June hệ châu Âu, thì nếu về xét về những cái máy không ồn thì thằng này coi như là nó đứng đầu rồi các bạn, nó đứng đầu rồi. Tiếp theo là một số những cái hãng của Ý, Italy. Rồi đó. Chỉ còn riêng mà những cái máy của Nhật thì mình không dám bình luận nè. Bởi vì lúc nào thì hệ châu Âu nó cũng là chiếu trên rồi. Số 6 này là 4 triệu rưỡi, giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Con này giá nó mềm, bởi vì bình của nó là bình 16 lít. Còn những cái con mà bình 25 lít ấy, thì nó kích thước nó y như vậy luôn này. Nhưng mà cái bình của nó thì nó sẽ dày hơn chút xíu, Còn cái chu vi của nó như nhau hết, dày hơn chút xíu. Bình là bình 16 lít, đó, đẹp, chất. Con này thì bên mình sẽ để zin, chứ không có giảm vá. Hiện về các bạn tự giảm vá ở đây này. Đây là hệ châu Âu, thành ra thì chúng ta quốc 220 luôn. Ok luôn, đây cho các bạn coi cái điện nó nè. Điện nó thì hơi bị đã đó, các bạn thấy không? Điện nó hơi bị đã các bạn thấy không? Nó chạy từ 196V đến 242V luôn nè. Đó, chạy từ 198V đến 242V luôn. Motor công suất là 0.5 HP, nửa ngựa, đấy, 0.5 HP các bạn thấy không, nửa ngựa. Đấy. Lưu lượng khí của nó, nằm bên này. Lưu lượng khí của nó là 40 mấy lít trên phút ta. 50 lít trên phút. Nếu mà nó khởi động từ 0 cho đến khoảng độ 4 kg á thì nó sẽ nạp được 50 lít trên phút. Từ 4 kg đến ngắt thì 32 lít trên phút. Châu Âu, made in nhà máy luôn, made in Đan Mạch luôn. Đã sử dụng the app made in Germany phải không? Made in Germany. The app này ráp nhà máy Đức. Chất lọc gió. Lọc gió này là lọc gió của thằng Nhật chứ không phải lọc gió của June. Lọc gió June thì nó màu đen. Lọc gió này lọc gió của thằng Nhật nó ráp vô này.
mà không hiểu sao con máy này nó đưa qua bên Nhật. Có thể là bên Nhật thì nó chạy 200V, tức là nó vô 2 giây pha. Đã. Chuôi hơi bên mình trang bị các bạn, mặc định cái chuôi hơi nó không có. Thằng Nhật đại đa số mình thấy nó cắm đuôi chuột trực tiếp không. Khóa hơi, rin đây. Đây xả nước. Xả nước nằm đây. Đó, June. Con này thì đỉnh rồi. Bữa trên trên hãng nó vẫn còn bán mới các bạn. Tra catalog con máy này bao nhiêu tiền? Nó trăm một trăm mười mấy triệu là cái trăm bình bé hơn mười, trăm mười mấy triệu các bạn đó, các bạn thấy QR ra còn trăm rưỡi là cái bình 25 lít hay 30 lít nhỉ? đấy, hai đúng là 25 lít, 6 trừ 25 là 150 triệu. Bên Việt Nam mình cũng có nhà phân phối các bạn, Việt Nam mình cũng có nhà nhập về bán, nhưng mà cái đó chỉ có những công ty doanh nghiệp lớn họ mới đầu tư thôi, còn gia đình chúng ta cảm thấy bỏ ra số tiền đó mua thì nó không có đáng. Đẹp à, chất tiện compressor. À, cấp nguồn cho nó chạy coi. Con này chạy thì đẳng cấp thì thôi Đây rồi có à. cờ đen mặt luôn. Con này chạy đẳng cấp thì thôi rồi. Hầu như chúng ta không biết được nó chạy con này, nó không có làm model này, nó không có làm đèn báo luôn. Đó, nó đang chạy rồi đó các bạn. Ngoại trừ chúng ta nhìn thấy kim đồng hồ nó lên thôi, ngoài ra thì chúng ta không có cảm giác nó đang chạy đâu. Đây các bạn để ý cái kim hơi nó nhích lên là chúng ta sẽ thấy à. Đồng hồ hơi này nó bị mất mặt kiếng nè, không quan trọng. Quan trọng ta giữ được cái đồng hồ zin June luôn. Chứ không có thay. Các bạn cứ để ý cái kim nó nhích lên là mới biết là nó đang chạy thôi. Bình thường là chúng ta đứng cách nó khoảng độ nửa mét là chúng ta không nghe thấy gì rồi. Đó, vẫn đang nạp lên đó các bạn. Lâu lắm rồi các bạn. Chắc phải 2 năm rồi đấy. 2 năm rồi bây giờ mới lượm được con. Tại vì cái dòng này bây giờ nó hết à. Bên Nhật hầu như là bên mình là gom về hết. Cách đây 2 năm thì nó về được khoảng độ là nguyên container khoảng độ hơn 100 máy. Là bên mình ôm lô trọn gói luôn. Mà thực sự là nhu cầu chúng ta sử dụng cao quá. Nhưng mà cứ là cung không đủ cầu. Hơn 100 máy đó thì bên mình bán 2 tháng coi như là hết veo rồi. Giờ có nhiều khách chúng ta rất là cần nhưng mà lại không có. Đặc biệt là con này 220, nghĩ ra tem phụ đấy 220 bảo hành tháng, con này chạy 220 luôn. Dán tem phụ đây này. 220V bảo hành tháng. Đã 4 triệu rưỡi. Không còn chần chờ gì nữa. Thứ nhất là về cái chất, cái thứ hai là về cái giá. Ban 1 chiều. Đẹp. Con này lưu ý các bạn luôn, con này chúng ta chỉ xài gia đình ha, xài gia đình thôi, thầy thợ chúng ta không có xài những cái dòng máy mini này, con này xài gia đình thôi. Còn riêng máy Zune nó cũng có máy công nghiệp, nó ghép rất nhiều cái đầu hơi lại với nhau, nó có thể là ghép 4 đầu, 8 đầu, 6 đầu hoặc là 10 đầu, bình nó rất là lớn. Nhanh tay nhanh chân, con số 6 này thì khách nào chúng ta nhanh tay nhanh chân, cứ tiền tươi là chúng ta hốt thôi. Đó, nó ngắt rồi đó các bạn. Ngắt rồi đó, coi đúng vạch đỏ chuẩn vạch đỏ luôn. đúng vạch đỏ nó luôn các bạn này. Ngắt đúng vạch đỏ luôn. 8 kg. 8 cân. 8 kg. Đúng vạch đỏ luôn. Đó, thông số còn rất chuẩn nha. Rồi, em số 6 này là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi mà giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Cái này cứ về chúng ta cứ quốc 220 thôi. 220 thôi. Bình nó 16 lít này, 220 bên mình sẽ bảo hành 1 tháng. Riêng khách nào chúng ta muốn mua về phụ kiện hơi đó, ví dụ như dây hơi hay là tai xịt bụi hay là đầu bơm lốp hay là mài hơi, đánh bóng hơi gì đó, các bạn coi ở phần cuối video này mình sẽ ghép cái phụ kiện hơi Kawashi vào cho các bạn luôn. Còn riêng cái máy số 6 ngày hôm nay là cái máy cuối cùng trong video này rồi. Thì mua hàng các chú các bác chúng ta cứ bấm điện thoại lên, alo trực tiếp số điện thoại ngay trên màn hình của chúng ta luôn. 0703 388 042 để chúng ta đặt hàng nha. Thì quá trình theo dõi video thì bà con cô bác cho xin nút like ủng hộ à. Mình tên là Quý ở Biên Hòa Đồng Nai. Xin chào tạm biệt các bạn. Em này phiên bản Mỹ Iwata Morita 0.7 PX. 0.7 tức là motor là 1 HP đó các bạn, 1 HP bình 30 lít luôn. À, thằng này nó còn mới hơn thằng kia nữa các bạn ơi. Thằng này là chạy 3.351 giờ. 3.351 giờ.
hàng này giá là 5,5 triệu, 5,5 triệu mà giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi, lưu với các bạn luôn. Hàng này điện zin 100V nha, cứ lên 220 các bạn trả thêm 700 nữa, bên mình lắp thêm cái cục đổi điện cho các bạn luôn. Đang keng xuất sắc luôn, bằng keng có dán đầy xong rửa đi nó sạch để zin à. Thằng này cũng nặng 85 kg luôn, nặng 85 kg luôn, không cong không móp, không cong không móp, không reset, ít chày, ít chày, ít chày, không cần hộp, và không cần hộp sao luôn, cực kỳ gọn luôn. Đây, ở trên là ra hơi, dưới là xả nước, cho trang bị cho chú bác cái chuôi cắm nhanh xịn sò luôn. Iwata, Iwata đây. À, nặng 85 kg luôn, 85 kg mới chát đây luôn. Rồi, mở nắp này ra cho các bạn coi. À trời, ui, láng o luôn. Bình 30 lít đây các bạn, bình 30 lít, bình 30 lít, máy khô không dầu, máy khô không dầu. Đó, motor nó đi, motor của hãng Hitachi, motor bự chả bá lửa luôn. Motor của hãng Hitachi, kinh không? Ở đây là an toàn chống nổ này, xả khí này, đây là áp này, xả nước ra này, đó, đây là dây hơi ra này. Ôi, bút xốp nó còn kim tuyến luôn hả? Bút xốp nó còn kim tuyến luôn các bạn này. Bút xốp còn kim tuyến luôn, này, nắp nó này. Đã. Rồi, cấp nguồn vô test chức năng coi. Ở đây thì mình cũng giả lập cho nó ở khoảng cách là 2 mét để các bạn nghe được cái độ êm của nó. Bật lên. Đó. Thì đang ra thì chúng ta chỉ nghe là cái tiếng bô gió đó, bô em nó phải. Tức là những cái máy thùng này, những cái máy thùng này nó thiết kế chúng ta là cái tần số thấp, thành ra chúng ta nghe nó không có bị chói tai, êm ru và rù luôn. Này cũng nạp 7,5 kg phải không? À, tủ điện nó cũng giống y chang thằng kia luôn ha các bạn, tủ điện nó giống y chang thằng kia luôn. Bên trong nó cũng có một cái mạch để nó điều khiển cái contactor, để điều khiển contactor. Lưu ý các bạn luôn là đèn này là đèn sẽ báo là quá nhiệt. Đèn đỏ này mà sáng là máy nó không có chạy, máy nó không có chạy. Đồng hồ thời gian vẫn đếm à, đồng hồ thời gian vẫn đếm này các bạn này. Mấy cân rồi? 6,5 kg rồi. Con này chắc chạy 7,5 kg ngắt luôn. Máy khô không dầu 1 HP, bình 30 lít. Iwata OP à 07PX. Điện zin 100V, điện zin 100V. Zin 100V, giá bán zin là 5,5 triệu, 5,5 triệu mà đã bao luôn phí vận chuyển rồi. À, khách nào cần xài 220 chúng ta thêm 700 nữa. Đó. Nó chạy khoảng độ tầm 30 giây để nó tản nhiệt xong rồi nó sẽ tắt hoàn toàn. 700 thì bên mình không có lấy, 700 là bên mình chỉ mua dùng cho các bạn cục đổ điện, bên mình lắp sẵn coi như không có lấy tiền công lắp đặt luôn, về các bạn xài trực tiếp 220 luôn. Còn riêng nhà khách nào chúng ta thích xài có đổ điện rồi á thì các bạn xài 500V bạn xài. Đó, ok, xong máy số 2. Chúng ta sang đến máy số 3. Số 3 là một cây cũng là Iwata luôn. À các bạn thấy không? Hai cây này nó y chang như nhau. Nhưng mà thằng kia nó có chữ Oifi, thằng này thì không có chữ Oifi thì chắc cú luôn là thằng này là máy dầu. Máy dầu à. Còn ngoài ra thì hai thằng nó y chang như nhau hết, cùng cha khác ông ngoại luôn à. Thằng này thì bên mình đang bán cho các bạn luôn là 6,5 triệu. 6,5 triệu mà giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Thì thằng này thì bên Nhật thì điện zin của nó là 200V, thì về Việt Nam thì các bạn xài 220 luôn à. Thì cứ 220 bên mình sẽ bảo hành cho bạn 1 tháng này. Thấy không? Thằng này thì cũng coi như là đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. À, thấy không? Không cong không móp, không cong không móp, không reset, không cong không móp, không reset và ít chày, ít chày. À, thấy chưa? Không cong không móp, không reset, ít chày, chày. Đặc biệt là dòng máy dầu này thì nó chạy công nghiệp, nó chạy hầu như là chạy ngày chạy đêm, chạy đêm chạy ngày, chạy 36/7 luôn.
khóa trên là xả khí, khóa dưới là xả nước, trang bị cho bạn luôn một cái chuôi hơi cắm nhanh luôn. Đó. Rồi mở nắp ra cho bà con cô bác coi coi. Rồi, leng keng xà beng luôn, leng keng xà beng luôn các bạn thấy không? Những con máy dầu này thì nó chạy hầu như là nó chạy ngày chạy đêm. Chạy ngày chạy đêm luôn. Motor nó đi cái motor của hãng Hitachi 1HB, à Mitsubishi 1HB. Bình lúc nào cũng nó cũng là chuẩn 30 lít, bình 30 lít. Thằng này thì nó chạy được là 26.130 tiếng, 26.130 giờ. 26.130 giờ đây. Ống xả nước ra đây, đây là ống hơi ra này. Đó, thấy không? Đó. Y chang thiết kế nó y chang như nhau, nó chỉ khác nhau cái đầu hơi thôi. Thì trong này nó có một cái dây báo nhớt này các bạn này, trong này nó có một cái dây phao đó. Khi nào mà dầu nó hết này các bạn này, dầu nó hết thì đèn đỏ này nó sẽ sáng. Đèn đỏ mà nó sáng là máy nó sẽ không có chạy, tại vì nó có một cái mạch điều khiển, nó có một cái mạch điều khiển để nó điều khiển cái công tắc tơ. Đã, leng keng. Đây thay dầu đây này, dầu chúng ta xả ra này, đây chúng ta châm vô này, xuất sắc luôn. Rồi, cấp nguồn vô test chức năng coi, đóng nắp vô. Rồi, 220 nhá. Rồi, bật lên, bật lên, bật lên. Rồi. Thì thường là những cái dòng máy cách âm này thì chúng ta chỉ nghe được cái âm thanh của cái bô gió thôi. Âm thanh bô gió nó bộp 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 thôi. Còn về cái phần rung kêu này kia nó triệt hết rồi. Rất êm mà, êm ru luôn. Nạp khá nhanh. Đó, thường là những cái dòng này nè, 8kg là nó ngắt rồi đấy các bạn. Nhưng mà nó chạy khoảng độ tầm 30 giây. Nó chạy tiếp khoảng độ 30 giây, tức là lúc này nó sẽ chạy không tải các bạn. Nó sẽ chạy không tải 30 giây để nó làm mát cái motor với lại cái đầu hơi đi. Hết 30 giây thì nó sẽ ngắt hoàn toàn. Tuyệt vời. Êm ru và ru, hơi nạp rất nhanh. Lưu lượng này thì chắc tầm khoảng độ 65 lít trên phút. Nếu mà cái đầu hơi này so với cái bình này thì khoảng độ 65 lít trên phút. Đó. Một con Iwata máy dầu 0.7 ký, motor là 1HB, bình 30 lít, điện này chúng ta quất trực tiếp 220V luôn, 6,5 triệu, bên mình đã bao luôn. Rồi, tiếp theo cái quả này là chất nhất trong đồng bọn này, quả này quả cuối rồi đúng không? Hitachi, này nó trang bị những cái phụ kiện hàng hiệu không các bạn này, trang bị phụ kiện hàng hiệu không này, ra nước này, ở đây là can áp ra này, chuôi hơi cắm nhanh Nitokoki made in Japan luôn. Những cái ống kết nối nó 304 hết các bạn ơi, ghê không? 304 hết à. Can áp xịn à, made in Japan luôn, ghê kìa. Thằng này thì một con máy hơi cách âm thì tích hợp thêm một cái máy sấy khí. Thằng này nó chuyên dụng trong ta phun sơn và trong phòng nhà khoa, phòng y tế, phòng nghiên cứu thí nghiệm đó, mà chúng ta cần một cái hơi khô, hơi sạch đó, tức là hơi không có độ ẩm đó các bạn. Mặc định thì thằng cục sấy khí này nó chạy 100V này, thì bên mình đã đổi, bên mình lắp cho các bạn một cái cục đổi điện ở trong này rồi, thì các bạn xài 220 chung luôn. Còn con máy hơi này thì nó zin của nó là 200V, thì các bạn xài trực tiếp luôn, các bạn xài trực tiếp 220 luôn. Ok, lưu lượng của nó là 75 lít trên phút. Motor 1HB, bình 30 lít. Con số 5 này thì bên mình đang bán các bạn luôn là 8,5 triệu, mà giá cũng đã bao luôn phí vận chuyển rồi. Cứ 220V thì bên mình sẽ bảo hành các bạn 1 tháng nha. Tổng trọng lượng của nó là 120kg. Về 120kg. Hitachi Babycon, Babycon. Ngoại hình cực đẹp. Cực đẹp. Không cong, không móp, không reset. Ít chày. Đây này, cục đối điện đây này. Tức là không có lên điện, không có làm gì hết, không có tác động vào zin. Đó, chỉ lắp thêm cục đối điện từ 220 xuống 110 xài cho nó thôi. Rồi, mở nắp ra cho bà con cô bác coi cái nội thất của nó coi. Đó. Một con máy khô không dầu, Dưới đáy nó có gì kia? Catalog nữa. Nó còn catalog luôn các bạn ơi.
ghê thiệt ra. Công nhận hàng Nhật bên hàng chủ nhân của máy này nó xài kỹ ghê. Nó giữ lại nguyên cái catalog hướng dẫn sử dụng luôn này các bạn này. Đã, bỏ giờ đi. Như mới, thấy không? À, motor lên 220 rồi, motor lên mặt vít khởi động cho nó bền. Đây là trợ lê áp, van an toàn chống nổ, hơi ra. Có một cái dây đen để nó dẫn hơi vô cái đồng hồ báo áp tự động trên này. Trên này là hệ thống điều khiển này, đèn báo nguồn này. Giờ sử dụng của nó rất ít các bạn ơi, mới chạy có 7.598 giờ thôi. Mới chạy có hơn 7.000 tiếng thôi. Đây là công tắc tắt mở trên này. Đầu máy khô không dầu, đầu máy khô không dầu. Không khô không dầu thì chúng ta một khí sạch, không có hơi nhớt, không có hơi dầu đi theo. À, lọc gió nó chả bá lửa luôn. To bự và cố luôn. Đẳng cấp ở cái chỗ là thằng này không cần mút cách âm luôn các bạn ơi. Không cần chơi mút cách âm luôn. Đó. Chơi cỡ đó luôn. Bình 30 lít. Đầy cui mới chát luôn, Hitachi máy khô. À. Trên này là sấy khí, sấy khí. Rồi ok, đóng nắp vô, test chức năng cho bà con cô bác coi, chốt lẻ con này 8.500.000, 120 ký, bao ship toàn quốc. Rồi, bật máy lên. À, êm ru luôn. Êm ru và rù luôn. Rồi, bật cái sấy khí lên, bật sấy khí lên. Sấy khí này khi nào mà các bạn thấy nó đồng hồ nó báo về cái mức xanh này là lúc đó chúng ta sử dụng là ok. Mô báo về mức xanh là chúng ta sử dụng ha. Đấy. Thì cái này chúng ta dùng để phun sơn. Dùng cho phun sơn hoặc là phòng nghiên cứu, phòng y tế, phòng nha khoa gì đó là phù hợp ha. Máy này máy nhỏ chúng ta không có xài công nghiệp, không có xài công nghiệp được. Máy này công suất rất là nhỏ, 0.75 HP thôi. Máy này lưu lượng khí của nó thì khoảng độ tầm 45 lít trên phút. 45 lít trên phút. Thì đấy, con đầu kéo dây Cura này thì nó thiết kế chạy rất là bền các bạn. Hầu như chạy 24/7, ngày này có tháng nọ, năm này có năm kia. Riêng những dòng máy khô này thì nó không có cần bảo trì. Thì lâu lâu thỉnh thoảng chúng ta tháo cái lọc gió ra, chúng ta lấy cái bông mút chúng ta xịt sạch đi. Cứ khoảng độ năm chúng ta xịt 1-2 lần gì đó. Con này lên 8.500 các bạn ơi. 8.500. Rồi, 8.500 ngắt. 8.500 ngắt thì vị trí là khoảng độ tầm 6 kg thì nó sẽ nạp lại. 6 kg nó sẽ nạp lại chúng ta luôn. Bất chất luôn. Đây, một em Hitachi không dầu khô, máy khô không dầu, 1 HP, bình 30 lít. Số 5 này bên mình đang bán cho bạn luôn là 8.500, tích hợp luôn cái máy sấy khí trên này. À, tất cả luôn là chúng ta xài 220 hết à. Tổng trọng lượng nó là 120 kg. 220 thì cứ 220 thì bên mình sẽ bảo hành các bạn 1 tháng à. Rồi thì video đến đây thì mình cũng xin kết thúc. Thì mua hàng các bạn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại ngay trên màn hình của chúng ta luôn. 0703-388-042 để chúng ta đặt hàng nha. Mình tên là Quý ở Biên Hòa Đồng Nai. Quá trình theo dõi video các bạn cho xin nút like ủng hộ ha. Xin chào tạm biệt các bạn. Xin chào tất cả mọi người, rất vui và chào đón mọi người đã quay trở lại với kênh số Kabushi Biên Hòa. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2022. Em tin sẽ làm một cái clip ngắn giới thiệu một số mặt hàng chuyên về phụ kiện hơi. Đó là gồm là súng xịt bụi nè, ống hơi thẳng và ống hơi xoắn, đầu nối nhanh và đặc biệt là sản phẩm dây tự rút. Thì em sẽ khui hộp bên trong xem nó có những gì mà được các chú các bác quan tâm và ủng hộ trong thời gian qua nha. Sản phẩm đầu tiên em sẽ giới thiệu đến mọi người là tay xịt bụi kim loại 2 đầu có giá là 65.000. Đầu của nó là đây nha mọi người, đầu thứ 1 nè, cái đầu thứ hai của nó nè mọi người. Cái này của nó là phun kim loại nha mọi người. Tiếp theo là tay xịt bụi nhựa mỏ ngắn có giá là 55.000. Sản phẩm tiếp theo là tay xịt bụi nhựa mỏ dài có giá là 65.000.
thì hai loại này nó chỉ chênh lệch nhau có 10.000 thôi nha mọi người. Ngắn và dài, khi mọi người sử dụng dài á, là những cái góc ngách nào mà kẹt mà mình không thể với tới được á, thì mình nên sử dụng cái loại này thì nó sẽ ok. Và còn một loại nữa đó là tay xịt bụi kim loại mỏ dài, có giá là 80.000. Khi mọi người sử dụng trong nhà máy hay là sử dụng ô tô, trang trí nội thất gì đó thì nó rất là tiện lợi. Nó là loại thép không gỉ và nhựa BOM nha mọi người. Và tiếp theo là dây hơi. Dây hơi này là của Đài Loan nha mọi người. Nó có mắc in là Taiwan ạ. Ống, ba ống hơi của nó thì bên em có loại 8 ly, 10 ly và 12 ly. Thì em đang báo là cái vòng ngoài nha mọi người. Mọi người thấy không? Cái ống của nó rất là dày. Khi mọi người sử dụng á, mọi người không để ngoài nắng, không để ngoài mưa thì cái độ bền của nó rất là cao. Và đặc biệt á, là khi mọi người sử dụng, mọi người sẽ không sợ bị nổ đâu nha. Giá của nó là từ 10.000 đến 15.000 khi 1 mét á. Khi mọi người muốn đặt hàng, mọi người liên hệ tới số điện thoại 0933729380 để các bạn hỗ trợ báo giá lại cho mọi người nha. Sản phẩm tiếp theo là đầu nối nhanh. Thì đầu nối nhanh bên shop có 6 loại. Ống loại này là loại tự động. Ống 8 thì nó sẽ bao gồm là một đầu nhỏ và một đầu lớn. Mọi người chỉ cần nhấn như vậy ha là nó đã vô rồi. Thao tác rất là nhẹ nhàng khi mọi người sử dụng. Có giá là 48.000 nha mọi người. Ống 8, đầu nối nhanh ống 8 có giá là 48.000. Tiếp theo là đầu nối nhanh ống 10 có giá là 52.000. Ống 10 của nó phía trong nó sẽ như thế này nè mọi người. Thì mọi người mua dây hơi cỡ nào thì mọi người mua theo đầu nối nhanh cỡ đó. Thì bên shop đều có hết nha mọi người. Và tiếp theo là ống 12 có giá là 55.000. Đây em sẽ khui ra cho mọi người xem bên trong của nó. Nó cũng gồm là một đầu nhỏ và một đầu lớn. Bên trong của nó sẽ như thế này. Đều là dây tự động, đều là ống tự động hết đó nha mọi người. Và bên em cũng có là đầu nối nhanh đuôi chuột. Cái này là đầu nối nhanh đuôi chuột ống 8, có giá là 45.000. Đây. Bên trong của nó cũng là bao gồm một đầu nhỏ và một đầu lớn. Bên em cũng có đầu nối nhanh ren trong có giá là 48.000. Đây, ren trong của nó là sẽ như thế này. Và đầu nối nhanh ren ngoài cũng có giá là 48.000 nha mọi người. Và tiếp theo sẽ đến một cái sản phẩm cuối và cũng là nhân vật chính của chúng ta. Bên em có 3 loại dây tự rút, đó là dây ống 8, ống 10 và ống 12. Mọi người cùng em đi vào chi tiết của sản phẩm là ở trong nó sẽ có gì nha. Mấy cái sản phẩm này đều là dây tự thu lại. Vỏ của nó rất chắc chắn và nó là dây ống của nó là giống ống BU nha mọi người.
Đây, bên trong của nó là sẽ như thế này. Đây là dây hơi nè mọi người, gồm một đầu lớn và một đầu nhỏ. Vậy mọi người có thể gắn vô máy hơi nè. Mọi người sử dụng vô đây. Ở đâu mọi người? Ở đây nó cũng sẽ có một cái đầu lớn. Ở đây nó cũng sẽ có một cái đầu lớn nè mọi người. Mọi người gắn vô đây. Đây, phụ kiện của nó đi kèm luôn nè. Khi mọi người sử dụng nè, mọi người kéo ra thì nó sẽ ra cho mọi người như thế này. Bắt đầu mọi người kéo thêm cái nữa thì nó sẽ tự rút lại nha mọi người. Nó tự rút lại nè. Mọi người kéo một cái thì nó sẽ dài ra cho mọi người. Sau đó mọi người thả ra thì nó sẽ rút lại. Đây, hộp của nó cực kỳ chắc chắn luôn. Với thiết kế của nó là chịu áp lực của máy nén khí cao, lò xo tự rút tốt và độ bền của sản phẩm thì rất được ưa chuộng nha mọi người. Ống này là ống 5x8. Hiện tại bên shop em đang có bán là giá 470.000. 470.000 nha mọi người. Và bên shop em cũng đang có chương trình là free ship cho đơn hàng từ 300.000 đổ lên. Nên mọi người cứ thoải mái đặt hàng mà không phải lo nghĩ tới vấn đề là mình sẽ phải trả ship nha. Tiếp theo em sẽ khui cho mọi người xem thùng của dây tự rút 6.5x10 nha mọi người. Bên trong của nó là sẽ được tặng kèm một cây xịt bụi. Ống của nó là sẽ màu xanh. Và ống 6.5x10 thì sẽ được tặng kèm một cái khoan tắc kê để mọi người gắn vô tường. Và có tặng kèm một cái xịt bụi nữa nha mọi người. Đây nè, ống của nó là họ sẽ gắn sẵn vô cho mình rồi. Và dây của nó là sẽ màu xanh. Khi mọi người kéo nè, mọi người kéo dài ra nó sẽ như thế này. Rồi khi mọi người kéo thêm một xíu nữa, mọi người kéo thêm một xíu nữa rồi bắt đầu mọi người đưa vô, nó sẽ tự rút vô như thế này nha mọi người. Và nó cũng sẽ được treo như thế này. Và hiện tại á, giá mà shop đang bán cái loại này, dây tự rút 6.5x10 10m là 900.000 nha mọi người. Tiếp theo là sẽ đến ống 8x12, là ống trong đường kính trong của nó là 8, ngoài của nó là 12 và sợi dây của nó là 10m nha mọi người. Giá của nó là 1.050.000. Ở bên trong của nó cũng sẽ giống như là ống dây 6.5x10, cũng sẽ được tặng một cây xịt bụi nha, và những cái khoan để tắc kê phía trong nha mọi người. Cũng được tặng kèm những cái sản phẩm như thế này nè. Và khi mọi người đặt hai cuộn đổ lên, cuộn 5x8, 6.5x10 hay 8x12 thì mọi người sẽ được tặng kèm thêm một cây xịt bụi nha mọi người, tùy loại mà mọi người chọn. Hoặc là đầu nối nhanh thì mọi người có thể liên hệ tới số điện thoại nằm ở trên màn hình, hoặc là 0933 729380 để các bạn nhân viên có thể tư vấn và giúp mọi người đặt hàng dễ dàng hơn nha. Và video xin kết thúc tại đây. Nếu mọi người yêu thích em, mọi người cho em xin một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh.